Vâng, mến chào tất cả các bác nhé. Thì đây là con Sansui 7070 mới về trong sáng ngày hôm nay. Đây, rất là đẹp luôn nha các bác nhìn gông này. Đấy. Hàng đó bay về. Cũng là hàng nước 1 từ nước ngoài về luôn. Bác nào muốn sở hữu đầu tiên em nói em này là bộ phiên bản 4 cầu điện nha. Ở thị trường Mỹ 4 cầu điện. Tất cả năm nút, đây là phần chỉnh bass mic chép này, đánh hai cầu loa A, B, A, cần B. 7070 thì rất là nổi tiếng về âm sắc và cũng như hình thức nha. Gip loa JBL, loa B, loa Sansui không vâng, những dòng loa cổ, kể cả những dòng loa đời mới luôn. Đây các bác cùng xem, logo rất là đẹp nha. Mặt tiền của nó đẹp tuyệt vời rồi, đặt tiêu chí vừa nghi vừa trưng bày. Hai đồng hồ vô phía trước, đấy. Ba lăng nằm trong, volume nguyên nằm ngoài, có âm thanh loa nét nha. Nói chung là những dòng vừa nghi vừa trưng thì Sansui khá là được đánh giá rất là cao các tem này các bác, đầy đủ nha. Hãy phía trên. Không cắn không đồ hết nha các bác, sản phẩm đẹp hàng tuyển 7070. Hiện tại em đang giao các bác là 23.500.000 đã bao gồm phí ship đối với phiên bản sexy 7 màu nha. Sexy 7 màu các bác nhìn những cái đây này, đấy không ốc ác độ sáng tròn này, các bác nhìn cái phần này này mới kem đấy. Đây là cái đài, cái anten đài, cái phần chiến điện series là 07020 nha, 0720 series đuôi này, bốn sọ sắt, chạm loa hai cầu loa AB rất là mới, hiện tại đang ở điện Mỹ các bác, điện 110-120. Nếu các bác nào muốn lấy sản phẩm này muốn xài điện 220 phải báo với em chiến trước để em chiến que chiến điện cho các bác nha. Đây các bác cùng thấy đồ đẹp nha. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem luôn cái nội thất bên trong, máy bao zin tuyệt đối, máy rất đẹp, nói chung là nhưng mà nó câu là rất đẹp để các bác mình sở hữu nha. Thì giá thì bên em cân đối cho các bác rồi, nên các bác mình xem cảm thấy tìm con được con 7070 đẹp để về trưng bày thì liên hệ cho em. Chiên khoản đủ thì bớt 200.000, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng tận nơi nha. Cọc 2 triệu thì còn lại là 21.500.000, thì các bác nhận hàng và thanh toán trước khi đi. Các bác yêu cầu làm video thì em đều làm cho các bác hết nha. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất 7 màu ống ánh bên trong của sản phẩm. Vâng, đây là nội thất bên trong, các bác có thể thấy sexy này, 7 màu nha. Mới kem. Các bác thấy không, nó mới, từ những ốc nó vẫn ươm luôn này. Đây, cái thanh dành này, thanh dành này. Đấy. Chân máy cũng rất là đẹp nha, chân máy cũng vẫn ươm. Đó phía dưới này các bác, tất cả bao zin hết nha các bác. 7070 em bán rất là nhiều, nhưng mà mỗi đợt về là khoảng 20 ngày trở lên mới có hàng về từng con nha các bác. Tại hàng em hàng đấu giá, hàng gửi máy bay về nên khá là lâu. Này các bác thấy đồ đẹp máy nha. Hay bác nào lấy con 7070 này thì alo cho em series là 0720 nha. 23.500.000. Đấy, thì video giới thiệu con 7070 mới về trong sáng ngày hôm nay, phiên bản 4 cầu điện, công suất là maximum lên tới 400W nha bác, nên là 7070 grip tốt nhưng tất cả dòng loa nghe nhạc nha.